Hi, xin chào mọi người. Thì trước khi mà đến với sản phẩm lần này thì mình muốn đặt một câu hỏi dành cho các bạn chuyên sử dụng laptop và những thiết bị di động là có bao giờ các bạn đang tìm kiếm một chiếc màn hình mà để hỗ trợ cho chính chiếc laptop và những thiết bị của các bạn không? Thì chiếc màn hình đó thứ nhất là phải đáp ứng được yêu cầu là nó phải mỏng nhẹ, phải linh hoạt để các bạn có thể đem đi. Thứ hai là nó phải thể hiện được một cái màu sắc thật sự đẹp để các bạn có thể làm việc ở trên đó. Và thứ ba là nó phải có ngoại hình đẹp. Và nếu như mà các bạn đang tìm những tiêu chí đó thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm, đó là LG RAM LuxView 2023 đến từ một thương hiệu rất lớn, đó là LG. Còn bây giờ thì mời các bạn. Đầu tiên, tổng quan về phần ngoại hình thì chiếc LG RAM LuxView 2023 này có phần phía sau được làm hoàn toàn từ nhôm phay xước và nó có phần thiết kế rất là vuông vắn và liền lạc, tạo nên một tổng thể rất đẹp và sang trọng. Thì chiếc màn hình rời này có trọng lượng là 620g. Ngoài ra thì khi mà các bạn mua máy thì nó sẽ tặng thì LG sẽ tặng thêm cho các bạn một tấm folio, và tấm folio này cũng sẽ có trọng lượng chỉ là khoảng tầm 370g thôi. Vì thế nên khi mà cả chiếc màn hình này và cả tấm folio kết hợp lại thì nó vẫn dưới 1kg, thì nó thật sự rất nhẹ và mình hoàn toàn có thể cầm nó bằng một tay. Ngoài ra thì chiếc folio này, ngoài cái công việc là các bạn vẫn hay dùng như một cái tấm cover màn hình, thì nó cũng là một phần chân đế của chiếc màn hình này luôn, và nó có thể giúp cho chiếc màn hình này đứng ở được một góc là 105 độ và một góc là 120 độ. Thì có một điểm cải tiến trong năm 2023 lần này, đó là khi các bạn xoay dọc chiếc màn hình thì chiếc màn hình này nó cũng sẽ tự hiểu và xoay trục cho các bạn luôn. Và mình rất ấn tượng với cái phần chân đế này ở một điểm là tuy rất là mỏng manh nhưng nó hoàn toàn có thể cân được cái việc mà chiếc màn hình này xoay dọc nha các bạn, nên các bạn không cần phải lo đâu. Tiếp theo là về phần thông số kỹ thuật thì chiếc màn hình LG RAM LuxView 2023 lần này là một trong những chiếc màn hình di động đang có cấu hình mạnh mẽ nhất hiện nay, với kích thước là 16 inch, độ phân giải là 2K 2560x1600 và với tỷ lệ là 1610. Thì với tỷ lệ này nó sẽ tối ưu cho các bạn có thể thấy được phần hình ảnh nhiều hơn và sẽ sắc nét hơn so với tỷ lệ là 16:9 mà các bạn hay thường gặp. Ngoài ra thì chiếc màn hình này cũng sử dụng tấm nền IPS chống chói, nó sẽ giúp ích cho các bạn nhiều hơn khi các bạn đem chiếc màn hình này ra ngoài trời làm việc. Tuy nhiên thì độ sáng của nó chỉ là 350 nits, thì đây chỉ là một độ sáng trung bình vừa đủ, không quá cao. Thì chiếc màn hình này có tần số quét là 60Hz và tốc độ phản hồi là 5ms. Nhưng điều đặc biệt nhất là chiếc màn hình này theo những gì mà nhà sản xuất công bố thì nó có độ phủ màu DCI P3 lên đến 99%. Thì đây là một thông số hiển thị độ phủ màu cực tốt. Và khi mà mình dùng trải nghiệm chiếc màn hình này thời gian là khoảng 1 tuần thì mình thấy nó thể hiện màu sắc, nó có hiển thị màu sắc rất là trung tính và rất là đẹp. Tuy nhiên các bạn cần phải lưu ý một điểm là khi mà các bạn sử dụng thiết bị để xuất hình ảnh lên chiếc màn hình này, nếu như mà các bạn xuất từ những cái thiết bị mà nó không đủ chất lượng hình ảnh như là độ phân giải dưới 2K thì chiếc màn hình này sẽ thể hiện là nó sẽ bị rỗ. Tuy nhiên, nếu như mà các bạn xuất đủ hình ảnh như là chất lượng 2K thì chiếc màn hình này đáp ứng xuất sắc. Mình đánh giá rất cao về độ màu sắc của em nó. Mặc dù là cái thời gian trải nghiệm không nhiều, chỉ khoảng 1 tuần lễ thôi, nhưng mà những trải nghiệm mà em nó đem lại cho mình thì mình rất hài lòng. Từ trọng lượng, khả năng hiển thị màu sắc, cũng giống như là thiết kế ngoại hình của em nó, thì mình cảm thấy mình không có điểm gì để chê cả. Và nó cũng thay đổi nhận định của mình rất nhiều. Thì mình cũng đang sử dụng một chiếc MacBook. Thì mình nghĩ là với một chiếc MacBook thì cần một chiếc màn hình thôi là đủ rồi. Nhưng mà khi mà mình được sử dụng với nó và mình sử dụng một lúc là cả hai màn hình thì mình nhận ra thì đây là một khoản đầu tư rất là xứng đáng. Nice. Tổng quan lại thì với tiêu chí là một chiếc màn hình di động và cùng với đó là những khả năng mà chiếc màn hình này đem lại thì mình nghĩ thì đây là một chiếc màn hình cực kỳ phù hợp cho những bạn thích di chuyển nhiều và muốn một môi trường làm việc thật sự linh động. Và ngoài ra thì đối với các bạn game thủ thì đây là một công cụ giúp các bạn có thể chơi game ở bất cứ những nơi nào mà các bạn muốn. Thì các bạn có suy nghĩ giống mình thì đây là một khoản đầu tư thông minh không? Thì các bạn hãy cho mình biết ở dưới phần comment nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Và mình là Phát. Bye!